Hello, SP Studio MIT xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nước hoa của mình Tuấn nha. Hiện tại đang là 3:30 phút chiều ngày thứ tư. Một ngày mình rất là chán nản và mệt mỏi. Mệt mỏi vì không có việc gì để làm. Và nó làm cho mình rất là chán, đi ra đi vô thôi. Không có việc gì để làm hết. Cho nên ngày hôm nay thì Tuấn rất là muốn làm một cái gì đó nó khác biệt. Review một chai gì đó mà nó thật là dị biệt đến với mọi người ha, để thay đổi cái mood của mình một chút. Thì nhắc đến nước hoa ở những cái tông mùi dị biệt thì đối với Tuấn thì nước hoa nó mang một cái công năng là nó sẽ tái tạo lại được những cái mùi hương trên thế giới từ những cái mùi cực kỳ hay ho, thơm tho, sạch sẽ, tinh khiết cho đến những cái mùi mà Tuấn đã từng test qua như cái mùi của đầm lầy châu Phi, mùi của một cái chuồng bò nó có mùi phân, hay là có một số những cái dao Tuấn nghe là tái tạo lại cả mùi vùng kín nữa. Rất là quái đúng không? Thì những chai này thì đương nhiên rồi, tùy theo cái concept của nhà thiết kế perfumer để mà chúng ta cũng không có thể nào phán xét được, vì họ có những cái concept riêng và có những cái idea riêng cho những cái line này. Thì có một chai nước hoa mà Tuấn đã tìm cách Tuấn săn khá là lâu rồi nhưng mà tới bây giờ thì vẫn chưa order được vì hãng này nó chưa có restore cái mã này lên trên kệ để chúng ta có thể order. Và đó là một chai nước hoa đến từ thương hiệu Etat Libre d'Orange. Nhắc đến thương hiệu này thì mọi người nhớ là Tuấn đã review một chai chai mà Tuấn thích nhất của Etat Libre d'Orange, tạm gọi là nhà Eldo ha, viết tắt của cái thương hiệu này. Thì cái chai Tom of Finland là cái chai mà Tuấn đã review và Tuấn thích nhất của những cái chai của Eldo luôn. Thì chai này nó đã chễm chệ ngồi trên cái vị trí hoàng quý phi trong cái dàn hậu phi của Tony ha. Và có một chai mà Tuấn rất tò mò, Tuấn rất 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 tò mò và Tuấn muốn ôm về vì nó là một cái chai nước hoa được đánh giá, được chấm điểm rất 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 là thấp. Lý do vì sao nó thấp thì hôm nay Tuấn đã mượn được chai này đến từ Phoenix Hunter, một reviewer cũng khá nổi tiếng của Sài Gòn, đó là bạn Huy ha. Thì Huy gửi cho Tuấn chai này để review và đây là một cái chai cái tên là Secretion Magnifique. Đây là một tên tiếng Pháp. Secretion là bí mật, bí mật, cái sự bí mật gì đó. Thì chai này theo như Tuấn tìm hiểu thì nó là cái concept ý tưởng của Eldo cho một cái dịp Halloween, có nghĩa là nó sẽ mang lại cái concept là kinh dị, bạo lực, một chút gì đó nó disgusting, nó kinh tởm. Thì cái concept của họ như vậy và họ đã đưa ra một chai nước hoa mà tái hiện những cái mùi như là mùi máu, mùi tinh dịch, mùi mồ hôi, mùi nước bọt, nước miếng á. Thì tái hiện lại một cái vụ án giết người và hãm hiếp ha. Thì cái concept họ rất là táo bạo và nó rất là kinh dị luôn. Thì không biết là cái chai này như thế nào. Thì Huy đã gửi cho Tuấn hai bản, đó là một cái bản vintage nó như thế này và một cái bản thiết kế sau này. Cái bát sau này thì nó được thiết kế theo cái concept những chai mà Tuấn eo đồ mà Tuấn đã review nó như thế này đây. Thì cái concept của cái bản vintage, mọi người nhìn vô cái hình là mọi người đã thấy rõ về cái concept của họ rồi. Đây một cái hình ảnh nó rất là, tuy là hình vẽ thôi nhưng mà nó rất là cực kỳ táo bạo và nó cực kỳ 21 cộng luôn. Đây là cái clip này là cái clip 21 cộng nha. Các bạn học sinh, các em nhỏ không coi clip này giùm Tony nha. Thì cái chai này nó như thế nào đây? Thật sự với mọi người khi Tuấn nhận thì Tuấn đã tò mò, Tuấn mở cái vòi ra và Tuấn ngửi thì thật sự là nó làm cho mình hơi nhợn, mắc ói. Thật sự là như vậy luôn. Thì bây giờ Tuấn sẽ đánh bạo. Thật sự là không muốn xịt lên da luôn. Nhưng mà thôi, đành đoạn để cho xịt lên da và review cái chai này. Không muốn một chút nào cả, thật sự luôn. Thực sự là rất là mắc nhợn, thiệt là đau lòng. Cái vòi của cái chai này khá là cũ và có vẻ nó hơi bị nó phun sương không tốt.
Mà mình ăn trưa cũng đã khá lâu rồi. Và đây là cái bản bản mới, cái batch mới sau này của Secretion. À, tôi xịt một cái vị trí cái bên, một bên cánh tay thôi, để chút đi rửa luôn hai cái vết này. Thực sự là khuyến cáo mọi người không nên xịt chai này. Một cái mùi nó rất là tanh và nó bén, đúng nghĩa là mùi máu. Nó rất là bén và nó tanh, nó rất là bén và nó tanh, cái kiểu như là mùi máu, cái mùi mùi máu và cái mùi tanh của các bạn lớn hết rồi, mình cũng già rồi, mùi tinh dịch. Thực sự là cái mùi nó như vậy. Mùi này nó làm cho Tuấn rất là mắc nhợn, nói thiệt sự. Thật sự là như vậy luôn. Và may mà nó có cái quạt, nó có cái quạt phía sau lưng Tuấn để nó tản bớt cái mùi này đi, chứ thật sự là cái chai này khi mà Tuấn ngửi thử cái vòi ngay lúc mà Tuấn nhận hàng, Tuấn tò mò Tuấn ngửi thử thì nó đã làm cho Tuấn xém xém nôn ra rồi. Nếu mà cái mùi này nó được tản bớt và mình xịt ít, nó tỏa nhẹ thôi thì cái mùi nó cũng không đến nỗi khó chịu, nhưng mà khi chúng ta ngửi sát, thật sự nó rất là tanh. Nó tanh cái kiểu tanh của mùi máu và cái mùi tinh dịch. Thì một cái điểm mắc cười là trong cái clip mà Phoenix Center đi ra ngoài để xịt những cái mùi này cho những cái bạn review á, thì có một cái điểm rất là mắc cười mà Phoenix cũng hơi ác thiệt. Có một số bạn nữ nó, ủa sao cái mùi này nó không quen. Tôi còn tới đó tôi cười nôn ruột luôn. Thật sự là cái mùi tinh dịch thì mọi người cũng đã biết rồi ha. Nhưng mà cái mùi máu của cái chai này nó làm rất thành công, vì khi các bạn ngửi cái màu cái mùi máu tươi á, thì nó sẽ lên một chút cái mùi giống như là mùi kim loại trong máu của mình, cộng thêm cái mùi tanh của máu, nó có cái mùi kim loại ở trong đó. Thì chai này họ blend cái mùi này rất thành công, để khi chúng ta ngửi vô chúng ta nghe được cái mùi máu ngay lập tức. Mùi máu rất là tươi, cái kiểu mà mùi máu tươi chứ không phải là cái mùi máu nó khô hay là nó đã lâu nha. Thì thật sự mình ngửi cái chai này vô cái bao tử Tuấn rất là khó chịu, Tuấn rất là khó chịu về cái mùi này. Nhưng mà để coi cái tầng hương hậu nó là cái gì. Sau đó Tuấn nghe ra được một chút gì đó, cái mùi nó lên hơi một chút xanh xanh và ngai ngái, nó hơi xanh xanh và hăng hăng, cái kiểu như mùi, cái kiểu giống như là mùi một chút mùi hoa và mùi lá nó vò nát vậy đó. Nếu cái mùi này chúng ta ngửi thoang thoảng qua thì không đến độ khó chịu, nhưng mà khi chúng ta ngửi sát thì thực sự nó rất là gớm, gọi là disgusting, cái kiểu nó hơi tởm lợm cho cái mũi của chúng ta. Thì đây là một cái chai mà hồi Tuấn tìm hiểu cái chai này thì Fragrantica cũng khá là nhiều người review chai này và chấm điểm chai này chỉ khoảng 1.20 mấy hay là 1.3 mấy trên 5 thôi. Thì cái mùi như vậy thì không biết là chúng ta phải sử dụng vô cái dịp nào, chắc là chỉ hợp đúng một ngày Halloween chúng ta hóa trang thành ma thành quỷ đồ này kia thì chúng ta xịt cái mùi này thôi. Nhưng mà cái mùi này mà nó xông lên cho bản thân chúng ta ngửi thì nó cũng cực kỳ là khó chịu, nó khó chịu và nó cực kỳ là gọi là bị điên loạn á. Nó giống như trong một cái phim kinh dị với mọi người, những cái tên sát nhân giết người hàng loạt mà máu me bê bết, thì cái mùi này là cái mùi nó làm cho Tuấn được sống trong những cái bộ phim như vậy. Mùi máu tanh tưởi, những cái mùi mà nó kinh tởm, mùi của tội ác rồi này kia đó, thì là đây là cái chai nó tái hiện nên đúng theo như concept của họ là một cái dịp Halloween. Mùi rất là tanh và rất là khó chịu, thật sự là như vậy luôn. Bây giờ Tuấn xin phép mọi người Tuấn đi rửa tay. Đã rửa tay bằng xà phòng rồi nhưng mà cái mùi nó vẫn còn nha. Nó vẫn còn khá là
bị đau bao tử luôn á, ngửi cái mùi này vô nó quặn ở trong cái bao tử nó rất là khó chịu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái đánh giá của Frantica như thế nào và sẽ đi qua những cái nốt hương nào mà họ tạo nên được cái tông mùi như thế này. Thật sự là Tuấn thật sự bấn loạn với cái concept của thằng cha nào rất là biến thái khi mà chế tạo ra cái mùi này. Kinh khủng. Đây là một cái chai được đánh giá, ủa bây giờ Frantica đánh giá được cho tới 2.64/5. Tuấn nhớ không lầm là khoảng cách đây 1-2 năm gì đó khi Tuấn bắt đầu tìm hiểu về cái nhà này thì chỉ có 1.2 mấy/5 thôi. Bây giờ nó lại lên 2.64/5. Hay là do cái mùi nó cái chai này nó đã discontinue hay là như nào nhỉ? Hiếm hàng quá nên bà con rate nó cao hơn. Và 1579 volts cho cái chai này. Tầng hương, chai này là một cái chai Lanier. Có nghĩa là những cái tầng hương nó không có chuyển hương mà nó là một cái tông mùi từ đầu tới cuối. Bao gồm nốt seaweed, rong biển, milk, mùi sữa, coconut, mùi nước cốt dừa, iris, hoa diên vĩ, opunax, một loại nhựa cây. Nó tạo nên cái cảm giác nó hơi hăng và nó hơi the the cái kiểu balsamic và gỗ đàn hương. Seaweed thì mùi rong biển thì Tuấn nhớ đến một cái mùi mà khi Tuấn đi về quê và Tuấn chạy xe máy đi ra biển á, thì có những cái mùa mà người ta phơi rong biển đầy đường luôn, thì cái mùi seaweed có thể nhận ra được trong cái chai này. Nó tạo nên một cái vị nó hơi tanh tanh và nó hơi cái kiểu mà cái mùi rong biển thì chắc mọi người cũng dễ hình dung ha. Chúng ta có thể tìm được ở mấy cái chập tiệm chập phô bán đồ khô, mua cái lá phổ tai. Thì cái mùi của lá phổ tai thì cái rong biển phổ tai thì nó nhẹ hơn, nhưng mà cái mùi rong biển tươi khi mà người dân ven biển họ phơi ngoài đường thì cái mùi nó khá là gắt mà khá là tanh, nó khá là tanh. Nhưng mà tanh cái kiểu tanh mùi biển và tanh mùi cá nhiều hơn là cái kiểu tanh như cái mùi này. Tới bây giờ rửa tay rồi nó vẫn không hết, chết tôi rồi. Mùi sữa và mùi nước cốt dừa thì thật sự là Tuấn không nhận ra được trong cái chai này. Những cái tông mùi mà nó mang lại cái cảm giác béo và ngọt ngào thì không nghe ra được. Nhưng mà có thể là nó làm nền, nó kết hợp với cái mùi seaweed để nó tạo ra cái mùi giống như mùi tinh dịch. Mùi tinh dịch. Nói nào ngay chứ ai cũng đã từng gọi là ngửi thử cái mùi đó của mình như thế nào ha, hay là của người yêu của mình như thế nào ha. Cho nên lớn rồi thì thôi, không có gì để mà phải ngại hết. Mùi iris là mùi hoa. Mùi hoa diên vĩ thật sự là Tuấn không nghe được ra được trong cái chai này. Không thể nào những cái nốt mùi này nó quá nồng và nó quá tanh để mà cái mùi hoa diên vĩ nó lấn át được. Opunax, một loại nhựa cây. Không biết nó blend chung với những cái mùi này. Và sandalwood là mùi gỗ đàn hương thì thật sự Tuấn không nhận ra mùi gỗ luôn. Có nghĩa là trong cái chai này Tuấn chỉ nhận ra một cái mùi tanh của máu, theo cái dạng như là có thể tưởng tượng được là seaweed cộng thêm cái nền của sữa thì nó có thể tạo nên cái mùi tinh dịch và cái mùi tanh của máu. Và có một cái mùi mà Tuấn nhận ra đó là mùi kim loại, nhưng mà trong đây thì không có cái nốt kim loại trong chai này. Nhưng mà chính vì cái nốt kim loại nó cộng hưởng với những cái mùi này, nó tạo nên cái mùi một chút gì đó giống như mùi máu tươi. Nhưng mà trong cái bản nốt của cái chai này thì không có nốt kim loại ha. Rất là mắc nhợn. Thực sự với mọi người là xét về cái blend mùi, Tuấn không chấm điểm chai này thấp được. Tại vì họ đã xuất sắc khi mà họ ra được một cái concept rất là kinh dị, đúng theo concept Halloween. Và đúng theo những cái mà họ đưa ra là họ tái hiện lại một vụ giết người hiếp dâm. Nó lên được những cái mùi mà theo đúng cái ý đồ của cái perfumer ngay từ lúc đầu. Cho nên xét về cái concept và cái sự gọi là cái sự thiên tài của cái perfumer khi mà tái hiện cái concept này thì Tuấn cho thực sự chai này Tuấn cho 9 điểm, không thể nào chê được. Chỉ có cái mùi này nó quá gớm để sử dụng và nó không có một cái dịp gì để sử dụng cả. Và ngay cả collector, người sưu tầm như Tuấn thì cũng không biết chai này sưu tầm để làm gì luôn. Có nghĩa là chúng ta sưu tầm những cái mùi thơm, những cái mùi nó hay,
để lâu lâu chúng ta mở ra chúng ta xài, chúng ta ngửi, chứ còn cái chai này thì thật sự là không thể nào có một cái dịp gì để xài luôn. Và thật sự cái mùi này khi mà nó tỏa ra một cách nhẹ nhàng á, thì chúng ta có thể nghe được một chút gì đó mùi ngai ngái xanh của lá và một chút gì đó của hoa, có thể là nước hoa dương vị trong chai này một xíu thôi, rất nhạt và rất là thoáng. Cái mùi xanh, mùi xanh của cái lá tươi mà chúng ta vò ra đó chấm hết. Và đây là cái chai mà nếu mà xét về điểm, về concept, đúng theo concept này tôi cho 9 điểm. Xét về tính đa dụng, không điểm, không có điểm nào cho tính đa dụng cả, tại vì chúng ta không thể nào sử dụng chai này bất kỳ một dịp nào hết. Cái mùi này thì tôi nghĩ là nó chắc nó chỉ hợp với Halloween thôi, hoặc là những bạn nào mà muốn người ta xa lánh, muốn người ta không có tới gần mình. Mùi nó rất là ghê, nó rất là đáng sợ. Đối với cái mũi của Tuấn thì Tuấn cái mùi này Tuấn khá là đáng sợ, và nó làm cho mình mắc nhợn, buồn nôn ha. Ok vậy thôi, cho nên không thể nào review được là nó phù hợp với nam hay nữ, nó phù hợp vào thời tiết nào hay là môi trường nào. Thật sự Tuấn không khuyên dùng chai này và không khuyên sưu tầm luôn cả chai này luôn. Và may mắn là Tuấn đã test chai này trước khi mà Tuấn tiến hành order, không thôi là chết. Tổng thể chai này chấm điểm bao nhiêu? Không thể nào chấm điểm được, không chấm điểm được. Mình không thể nào mình đưa ra một cái con số nào cho nó phù hợp với cái chai này cả, vì nó không match bất kỳ một cái nhu cầu nào và một cái idea nào, một cái ý tưởng nào của Tuấn cho cái chai này hết. Thì đó là tất cả những gì về Secretion Magnifique. Một chai rất là đáng sợ, một chai rất là đáng sợ ha. Đây, nhưng mà nói lên một điều là cái nhà Eldo cực kỳ cá tính, cực kỳ cá tính trong cái công cuộc điều chế ra những cái tông mùi mà phải nói là khác biệt, và không thể nào không có một bộ phim nào mờ nào nào hay là những cái chai nào clone hay là đi theo đạo theo cái ý tưởng này được. Rất hay, rất hay, nhưng mà không biết chấm điểm như thế nào. Ok, mọi người cần thêm thông tin gì về order và review nước hoa thì hãy liên hệ với những contact Tuấn để ngay dưới đây. Đây là cái chai nó làm cho tâm trạng của Tuấn thay đổi một chút ha, nó làm cho mình hứng thú hơn với những cái gì đó khác biệt và dị biệt. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Xíu.